Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 13 tháng 3 năm 2024, là ngày cúng chánh lễ của Đức Phật Trùm. Tiếp theo mời quý vị cùng với chúng tôi theo dõi quang cảnh ở tại phủ thờ của Đức Phật Trùm vào ngày 13 tháng 3 năm 2024, nhân kỷ niệm lễ 149 năm ngày Đức Phật Trùm chuyên tịch. Và đây là quang cảnh ở nơi phủ thờ của Đức Phật Trùm. Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi xin nói sơ lược về tiểu sử của Đức Phật Trùm. Đức Phật Trùm không rõ năm sanh, nhưng năm mất là năm 1875. Ngài tên là Tà Bon, người Việt gốc Khmer, ở ấp Xà Lôn, xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Ngài được tín đồ Bố Sơn Kỳ Hương và Tứ Ăn Hiếu Nghĩa và Phật Giáo Hòa Hảo đều tôn Ngài là Phật Trùm, và Ngài cũng được xem là vị Phật thứ hai sau khi Đức Phật Thầy Tây An Dương Tịch vào ngày 12 tháng 8 năm Bính Thịnh năm 1856. Ngài Tà Bon từ nhỏ đến lớn sống như một người bình thường. Khi trưởng thành, ông cưới vợ và có được 4 người con gái là người Việt gốc Khmer, ít học và nói tiếng Việt không được thành thạo lắm. Năm Mậu Thìn năm 1868, có chỗ nói năm 1866, quanh vùng Tà Lôn, nhân dân bị bệnh dịch mà chết vô số. Khi ấy thì Đức Phật Trùm, Ngài cũng bị bệnh và chết. Lúc chết lúc về đêm, gia quyến Ngài định hoàn lại sáng hôm sau thì đem ra hỏa táng. Nhưng không ngờ khi trời giảng đông thì Ngài tự nhiên sống lại và đi đứng mạnh giỏi như thường. Người cao miên thấy vậy, xúm lại mừng rỡ hỏi thăm. Ngài không trả lời bằng tiếng Miên mà trả lời bằng tiếng Việt, đại khái như sau: ở đời trần hạ yêu ma, Phật cho thầy xuống để mà giảng dân. Tuy là phần xác của mình, hồn trùm của Phật xuống lên giải đời. Rồi từ đó, các tín đồ của Ngài đều gọi Ngài là Phật Trùm. Và từ đây, Đức Phật Trùm cũng bắt đầu thuyết giảng đạo lý và nói toàn bằng tiếng Việt. Theo như bà Nét Xuân là cháu của Đức Phật Trùm cho biết, Đức Phật Trùm có để lại một cuốn kinh bằng tiếng Việt, nhưng tại sao là cháu của Đức Phật Trùm đã đem nạp cho Pháp, vì thế mà đã bị thất lạc. Thương đời ta phải bị đài, Phật môn giảng Pháp không ngoài cái tâm, hạ nguyên sanh chúng lạc lầm, nên đem diệu lý âm thầm độ sanh, tu nhân học Phật khá dình, long qua đến hội, Phật tiên đến gần. Và cũng tương tự như lối hành đạo của Đức Phật Thầy Tây An, Đức Phật Trùm cũng phát lòng phái, chỗ tài chỉ bệnh lạ thường. Người ta kể rằng Đức Phật Trùm thường dùng đèn sáp bảo bệnh nhân ngửi hơi khói mà hết bệnh, nên các tín đồ cũng thường gọi Ngài là ông đạo đèn. Và cái tên ấy được nhắc đến trong sấm giảng của ông như sau: lâm sang nghe tiếng đạo đèn, gần xa thiên hạ ngợi khen vô cùng, kẻ thời đến lãnh giấy thông, người thờ đến lãnh phụ ông đem về. Vào khoảng năm 1870, lúc này tín đồ người Việt đã theo Đức Phật Trùm khá đông. Thế vậy, một số người Việt gốc Khmer trong xóm vu cáo ông là mượn chuyện đạo, chuyện trị bệnh để quy tụ quần chúng nhằm chống lại thực dân Pháp. Hay tin, nhà cầm quyền Pháp liền cho lệnh bắt ông và giam vào ngục. Lúc ở trong tù thì Pháp cho ông đi chăn heo, và sau vài năm Pháp thấy ông hiền lành, không có biểu hiện gì chống đối, nên ông được trả tự do. Về lại quê nhà, Phật Trùm tiếp tục hành đạo, cứu dân độ thế, và có khi Ngài sang tận nước Campuchia để truyền đạo. Đến ngày 13 tháng 3 âm lịch năm 1875, năm Ất Hợi thì Đức Phật Trùm viên tịch. Hiện mộ của Đức Phật Trùm nằm lưng chừng ở núi Xà Lôn, một núi nhỏ cách phủ thờ khoảng 300m trên sườn núi Xà Lôn, thuộc ấp Xà Lôn, xã Lương Phi, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang. Ngày nay, hãy cứ ngày 13 tháng 3 âm lịch hàng năm thì mọi người khắp nơi đều hướng tâm trở về phủ thờ của Đức Phật Trùm để thành kính lễ bái, chiêm ngưỡng những bảo vật và kỷ vật của Ngài còn lưu lại. Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp theo mời quý vị cùng với chúng tôi đi vào phía sau ở khu vực Đại Anh.
vào ngày chánh lễ 13 tháng 3 năm 2024. Chúng tôi xin liên hệ đến tất cả các tế ở tại chùa. Khu vực này đó, quý vị tập trung lại đây khoảng 200 bé. Chúng tôi sẽ phát quà để tặng cho các bé. Sức đông quý vị ơi. Đây là khu vực đãi bánh xe, đãi bánh mì. Đây là phái đoàn tặng quà cho các bé nhân ngày kỷ niệm lễ giỗ của Đức Phật Trùm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Được biết hôm nay là ngày đại lễ của Đức Phật Trùm Viên Phật lần thứ 149. Cái này chắc là trong bánh quá con. Đức Phật Trùm đã khai đạo vào năm 1875. Vui không? Nhận bánh là vui không? Đại lễ của Đức Phật Trùm này cho biết là tuy là phần xác chữa mân, hồn trùm của Phật xuống lên dạy đời. Do vậy mà trong ngày đại lễ đã về, tất cả cô bác bà con bác tánh thập phương đến đây trước là những... Đây các phần quà của các cô chú tặng cho các bé. Thì mình cứ đi ra ngoài mình thấy người nào khổ thì mình cho thôi. Hôm nay là ngày đại lễ của Đức Phật Trùm lần thứ 149 năm. Tất cả cô bác bà con đến đây để trước là dự lễ, sau là để cầu nguyện khắp thế gian an, đem lại lợi ích cho vui không? Nhận được quà vui không? Và giờ đây xin mời các bé nè, các bé tập trung ở đây coi chơi bánh năm này con. Các bé ở địa phương nè. Kệ con. Rồi. Rồi bé nào cũng được hết á. Bây giờ có bé đi dự lễ cũng được, mà bé ở địa phương đây cũng được. Miễn là đứa bé. Đây là quang cảnh các cô bác đã đến tặng quà bánh cho các bé nhân ngày lễ giỗ của Đức Phật Trùm. Vui không? Con nhận quà vui không? Vui. Đây là quang cảnh vào buổi sáng ngày 13 tháng 3 năm 2024 tại phủ thờ của Đức Phật. Các chú đã chuẩn bị những phần quà để tặng cho các bé. Đây là các món thực phẩm đã được chuẩn bị để dâng lên các cái lời nhân ngày giỗ của Đức Phật Trùm lần thứ 149. Thật là một quang cảnh rất là náo nhiệt ở phủ thờ của Đức Phật Trùm vào ngày 13 tháng 3 năm 2024. Hàng nghìn hàng triệu cô bác từ khắp mọi nơi đều hướng tâm về phủ thờ của Đức Phật Trùm
nhân kỷ niệm lần thứ 149 năm ngày Đức Phật Trùm Viên Tịch. Kẻ thì chuẩn bị đồ ăn, người thì hành hương lễ bái. Tất cả các cảnh vật này đều ghi nhớ công ơn của Đức Phật Trùm xưa kia đã dày công cứu độ dân chúng ở nơi đây. Đây là khu vực bún. Các anh chị em cũng chuẩn bị những món thức ăn rất là chu đáo. Đây là bánh canh. Đây là khu vực đại bánh canh. Tất cả đều là miễn phí quý vị. Càng lúc càng nói đi không có thể mà đi nhanh được quý vị. Hôm nay là ngày chánh lễ Trùm nên mọi người đông ra là không có thể mà vào điện để quay bên trong. Đúng rồi, ở đây nguyện được rồi. Đúng rồi, quá đông rồi. Ở đâu Phật trời cũng cứng thôi. Trên vô đó chưa có con.
Mấy quý đại quay YouTube ha. Dạ. Mình nói kênh nào quý đại ha? Thành Quý cư sĩ anh. Dạ. Vậy ha. Rồi rồi, bắt lên đó là thấy. Dạ. Quê mình ở đâu quý đại? Em ở Châu. Dạ. Không, em ở trên cây cầu Tân An á, cây cầu cây cầu mới đó. Rồi, đường lên chiếc sương hả? Dạ dạ. Tân An gần trường núi nổi không em? Không, núi nổi trên kia. Trên kia. Dạ, em ở dưới này chỗ ngay chợ á. Rồi rồi. Dạ. Chắc bữa 19 em dắt đoàn chợ về đó dỗ sư ông Gò Mối. Sư ông Gò Mối. Dạ, qua cái này là tới sư ông Gò Mối đó anh. Hình như là 22 23 giờ 24. Đúng rồi. Không, 22 23. Nói 24 nhưng mà 24 giống như là chỉ ít thôi, tàn rồi. Dạ, cái ngày tránh lễ là. Dạ dạ đúng rồi, tránh lễ là ngày 23. À rồi. Dạ. Anh ơi, cháu còn đi ngày 19 á. Dạ. 19 là giờ đó đó. 19 chắc cái đó đông phải không? Đàn cô 19 là đông dữ lắm anh ơi. Em ở gần đó cũng tới lui. Dạ. Không biết đoàn vô được không? Qua xe 16 đây nè, quá đông. Điện thoại mới mất luôn. Dạ. Đi mình nè. Dạ. Đi dạ. 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 Bởi dạ. Vì tính dặn cho chú là nấu cơm cho đoàn anh ăn. Đàn ông ở đó là có hết trơn anh ơi. Rồi, dạ, dạ. Em ha. Dạ, em ở gần đây ha. Dạ. Em là Thành Quý hả? Thành Quý cư sĩ. Thành Quý, thôi dạ. Chú xem nhiều chứ khỏe nghe Quý. Dạ, dạ. Quá đông thấy kìa. Dạ. Bữa nay tôi đến luôn rồi. Bà con đừng cẩn thận tài sản nha. Dạ. Điện thoại, bông tai, di chuyền, tiền bạc, bà con mình cẩn thận. Em mới tới ngày nay hả? Dạ dạ, em tới bữa mùng 10. Mùng 10 tối nay luôn hả? Dạ, mùng 10 giờ cái mấy ngày kia em mắc đi dạy. Em em làm giáo viên. Ồ vậy hả? Dạ. 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 Dạ là em đi đi dạy rồi cái bữa nay chủ nhật mới đi được. Dạ. 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 Quá con mấy ông chú ở gần nhà. Có tài ổng mà không thấy à. Quá đông rồi quý vị ơi, coi nè. Đô Quý nè. Nãy giờ phát tay ông mà không thấy con Quý. Dạ. Con em không phải. Dạ con mới tới nãy giờ đâu chừng nửa tiếng à. Dạ dạ. Quá đông rồi. Dạ vậy thôi chú với cô đi đi cúng đi. Lòng chúng sinh
Rồi.